Trước tình trạng hạn mặn hiện nay, các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang đã mở 40 vòi nước công cộng miễn phí cho người dân sử dụng và dự kiến sẽ mở 50 vòi nữa trong thời gian tới. Giữa trưa nắng chói chang, anh Dương Anh Phụng 30 tuổi, ở huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang và nhiều người trong xóm, tranh thủ chạy chiếc xe lôi và những chiếc can loại 30 lít đến vòi nước công cộng miễn phí gần nhà hứng từng can nước về xài. Anh Phụng cho biết, khu vực mình ở chưa có nước sạch nên thường xuyên phải bơm từ kênh láng cạnh nhà lên xử lý để sử dụng. Tại vì nguồn kinh nó bị ô nhiễm nên thiếu nước xài. Mình xài nước kinh đặng mình lóng, mình xử lý nước rồi mình xài mới được. Chứ giờ nước kinh nó cạn quá, giờ nó bị ô nhiễm, giờ cũng không lóng được. Nói chung là giờ cũng để giặt thứ đầu bậy bạ thôi, chứ ngoài ra sinh hoạt tắm rửa giặt giũ hay gì đó mình làm cũng được, tại nó dơ quá, nó hôi thối quá rồi mình cũng không làm được. Chở vậy mấy chú người ba can phải chở từ can phải về, phải lên xuống và chứa vô bồn này kia nọ mới có ăn xài. Nhiều khi phải nghỉ một ngày chở cho đủ sử dụng trong vòng 3 bữa gì đó là mới đi làm tiếp, xong rồi nghỉ xong chở tiếp vậy đó. Với hơn 30 can loại 30 lít được hứng đầy, gia đình gồm 3 người nhà anh Phụng có thể dùng trong vài ngày. Đối diện bên kia kênh láng, gia đình ông Đỗ Hữu Phước 54 tuổi, trước đây cũng sử dụng nước kênh để sinh hoạt và cho đàn gia súc uống. Tuy nhiên, mùa khô năm nay gia đình ông không còn giọt nước nào trong các bồn chứa. Nước bây giờ đã ô nhiễm, giờ nó mặn, nó thối rồi, bây giờ xài không có được nữa, đi chở nước công cộng về xài. Bữa hai nữa là cạn rồi, giờ tưới cỏ được. Năm rồi thì đỡ, năm rồi bị có nước xài với ổng mưa sớm nè, còn năm nay tiểu này rồi. Hiện tỉnh Tiền Giang đã mở 40 vòi nước công cộng miễn phí tại các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Ngoài ra tỉnh cũng đang có kế hoạch mở thêm 50 vòi nước cho người dân các huyện ven biển như Gò Công Tây, thị xã Gò Công.